Ba loại trái cây có tác dụng kiểm soát đường huyết tăng vọt. 1. Ổi. Ổi là loại trái cây nhiệt đới rất giàu protein, vitamin và các nguyên tố vi lượng. Nếu ăn loại quả này một cách hợp lý, nó có thể kích hoạt quá trình tiết insulin, giúp đẩy nhanh quá trình thải đường trong mạch máu và ổn định lượng đường trong máu. 2. Quả kiwi. Quả kiwi có tác dụng ổn định lượng đường trong máu và có giá trị y học cao. Nó có thể kích thích hiệu quả các tế bào biệt lập tiết ra insulin và hạ đường huyết. Đồng thời, giá trị đường huyết của quả kiwi thấp, giàu chất xơ và tốc độ hấp thụ đường chậm. Do đó, ăn kiwi có thể ngăn lượng đường trong máu tăng vọt. 3. Dâu tây. Dâu tây có hàm lượng calo và chất béo thấp, giàu vitamin và các chất dinh dưỡng khác, có thể đóng vai trò hỗ trợ tốt trong việc hạ đường huyết. Đồng thời, nó còn có thể thúc đẩy quá trình tiết insulin trong cơ thể một cách hiệu quả, từ đó cải thiện độ nhạy cảm của các đảo nhỏ và tuyến tụy, duy trì giấc ngủ ngon hơn.